Quả đúng là độc lạ Manchester United. Ai mà ngờ được trong cái ngày mưa bão quỷ đỏ đột nhiên nổ lệnh here we go với người cũ Johnny Evans. Ai cũng nói đến việc Ten Hag đang xây dựng triều đại mới ở Old Trafford, vậy mà họ lại quay lại với tình cũ, Evans. Phải chăng bà lãnh đạo Manchester United và huấn luyện viên Ten Hag đang có những toàn tính đặc biệt gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Vào hồi 21 giờ 48 phút tối qua, trang chủ của Manchester United đăng tải bài viết với tiêu đề Erik Ten Hag lên danh sách cho 24 cái tên đối đầu với Olympic Lyon. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cựu hậu vệ Johnny Evans không bất ngờ xuất hiện trong danh sách. Hành động này đã nhận về khá nhiều những tranh luận từ các Manusian, người hào hứng, người thì tỏ vẻ khó hiểu. Trước đây một tiếng sau, fanpage Manchester United tiếp tục tải lên một bài viết khác với nội dung thông báo về việc họ đã ký kết thành công bản hợp đồng ngắn hạn với người cũ Johnny Evans. Đáng nói ở đây, quỷ đỏ không đề cập đến các chi tiết của bản hợp đồng, chỉ đơn giản là thông báo rằng đã có một bản hợp đồng ngắn hạn Evans và cầu thủ này sẽ được phép tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải cùng đội bóng. Đương nhiên hành động này khiến những người hâm mộ vô cùng thắc mắc, rốt cuộc hợp đồng ngắn hạn ở đây là gì? Evans đá mấy trận preseason xong là thôi hay sẽ là hợp đồng 6 tháng, thậm chí là 1 năm? Rồi tại sao anh không ký với một cầu thủ trẻ hơn mà lại ký với lão tướng sẽ bước sang 36 tuổi trong mùa giải tới đây? Tất nhiên rồi, mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó. Được biết trong khi đang tìm kiếm đội bóng mới, sau khi hết hạn hợp đồng với Leicester, Evans đã xin được tập cùng đội trẻ và cả đội 1 của Manchester United. Theo đó, Erik ten Hag đã rất ấn tượng với Evans cùng những màn trình diễn thuyết phục của hậu vệ sinh năm 1988. Huấn luyện viên người Hà Lan nhận thấy phong cách thi đấu của Johnny Evans vô cùng phù hợp với cách xây dựng lối chơi của ông và hiển nhiên ten Hag là người quan trọng nhất trong thương vụ đặc biệt này. Bỏ qua vấn đề về tuổi tác, cựu trung vệ bảy cáo được biết đến với lối chơi thông minh, sở hữu thể hình tốt với chiều cao lên tới 1m88, giúp anh luôn có lợi thế ở những tình huống tranh chấp trên không, trong cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Kỹ năng xử lý bóng ở tầm thấp của Evans cũng được đánh giá rất cao. Hậu vệ này không ngần ngại trở thành một mắt xích trong quá trình đưa bóng lên phía trên từ hàng thủ. Đây rõ ràng là điều mà Ten Hag luôn yêu thích từ cầu thủ của mình. Khả năng tung ra những đường truyền dài chính xác là một điểm mạnh khác của trung vệ người Ireland. Lần trở lại này, Evans còn mang đến những yếu tố khác ngoài chuyên môn. Những kinh nghiệm, sự nhiệt huyết của người con của Carrington sẽ giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ trẻ của Manchester hiện tại, đặc biệt là các vị trí ở hàng phòng ngự. Như đã nói ở trên, Evans chính là học viên của lò đào tạo danh tiếng Carrington. Anh gia nhập học viện khi chỉ mới 16 tuổi, gắn bó ở cấp độ trẻ 3 năm. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, Johnny Evans có trận ra mắt chính thức trong màu áo đội 1 của Quỷ Đỏ trong trận đấu với Coventry tại đấu trường League Cup. Sau đó Evans được ban lãnh đạo Man United cho Sunderland mượn trong gần 3 mùa giải. Điều này dẫn tới mãi đến tháng 9 năm 2008, anh mới có trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo nửa đỏ thành Manchester tại ngoại hạng Anh. Johnny Evans gắn bó cùng Manchester United trong 9 năm bao gồm hơn 2 mùa giải cho mượn. Trong đó anh ra sân tổng cộng 198 trận cùng đội bóng, giành được 4 Community Shield, 3 Premier League, 2 League Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, câu chuyện chia tay của Evans với Manchester United cho đến bây giờ vẫn luôn nhận được những luồng ý kiến khác nhau. Ngược trở về quá khứ, huấn luyện viên đương nhiệm của Quỷ Đỏ lúc đó là Louis van Gaal đã đưa ra một quyết định thanh lý Johnny Evans vô cùng bất ngờ. Trước đó, van Gaal được cho là không hài lòng với màn trình diễn của Evans tại vòng 2 Capital One Cup. Ở đó, Man United gặp MK Dons, một đại diện đến từ giải hạng 3 nước Anh. Đáng nói trận đấu đó, van Gaal tung ra một đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ, đồng thời trao cho Evans tấm bằng đội trưởng. Tuy nhiên cũng chính Evans là người đã thi đấu tệ nhất ngày hôm đó. Không những không có tiếng nói với chức danh đội trưởng, anh còn trực tiếp mắc lỗi, dẫn tới hai bàn thua của đội bóng gián tiếp tiễn Manchester United rời khỏi giải đấu. Trợ lý Albert Stuivenberg lúc đó tiết lộ với tờ Sky Sports, van Gaal không hài lòng với những gì Evans đã thể hiện. Ông ấy đã rất tin tưởng cậu ấy và trao chiếc băng đội trưởng, nhưng cậu ấy lại gây thất vọng. Nếu Evans cứ chơi như thế này, thật khó để van Gaal có thể đảm bảo cho cậu ấy một vị trí chính thức trong đội. Quả thực là trận đấu đó, tuyển thủ người Ireland đã thi đấu vô cùng tệ hại, nhưng chỉ vì một hôm phong độ thấp mà bán một cầu thủ huấn luyện viên Sir Alex coi là tương lai của đội bóng thì thực sự khó hiểu. Cuộc chia ly đương nhiên diễn ra chẳng mấy tốt đẹp với cả hai phía. Sau đó Evans cập bến West Brom rồi tới Leicester City. Cả hai câu lạc bộ kể trên, Johnny Evans luôn chứng tỏ được tài năng của mình, đồng thời cũng đóng vai trò tối quan trọng ở mặt trận phòng ngự của đội bóng. Leicester kết thúc mùa giải 2022-2023 với vị trí xuống hạng, cũng là lúc hợp đồng của Evans với bảy cáo hết hiệu lực, đồng nghĩa với việc hậu vệ sinh năm 1988 trở thành cầu thủ tự do. Thực tế rằng trong thời gian Evans chờ đợi một bản hợp đồng mới thì Everton đã có những liên hệ với anh. Tuy nhiên, Manchester United mới là đội nhanh hơn cả. Chưa biết tính cụ thể của thương vụ này ra sao, nhưng có cảm nhận rằng đây là một nước đi sáng suốt của đội chủ sân Old Trafford. Đầu tiên, Erik ten Hag rõ ràng rất thích Johnny Evans. Như đã nói ở trên, ông thầy người Hà Lan bị ấn tượng bởi những màn trình diễn của hậu vệ này trong các buổi tập.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, trong số các bản hợp đồng của Ten Hag, chưa có bản hợp đồng nào thực sự flop. Từ những Lisandro Martinez, Eriksen hay Casemiro, họ đều là những mảnh ghép phù hợp trong hệ thống chiến thuật mà cựu huấn luyện viên Ajax đã và đang xây dựng. Sự xuất hiện của Evans lúc này là vô cùng hợp lý, trong khi tương lai của Maguire vẫn đang bò ngỏ. Bộ đôi Varane Martinez thì không thể nào cầy ải mãi được. Thêm vào đó, tiền sử chấn thương của Varane ngày một nhiều hơn. Có thể Evans không phải là sự lựa chọn hàng đầu, tuy nhiên anh sẽ là một phương án dự phòng đầy chất lượng. Thứ nhất là chuẩn bị cho trường hợp Maguire ra đi, đồng thời là đề phòng cho rủi ro có thể gặp phải các hàng thủ thiếu vắng Lisandro Martinez hay Rafael Varane. Hiển nhiên Evans sẽ mang đến cho đội bóng của Ten Hag kinh nghiệm hơn 15 năm thi đấu ở môi trường EPL khắc nghiệt. Hậu vệ người Ireland được cho là sẽ là người truyền lửa cho những người đàn em ở Old Trafford. Thêm vào đó, Evans được cho là một nước đi an toàn của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Thời điểm ngân sách eo hẹp khi đã chi những số tiền không nhỏ cho thương vụ Mason Mount và tới đây là Andre Onana, thì phương án tái ký hợp đồng với Evans rủi ro mà họ phải nhận đương nhiên là rất thấp, có thể nói gần như là không có. Đồng thời câu chuyện lương thưởng của Evans cũng có thể sẽ không khó khăn với họ. Ta đều biết chủ trương của Ten Hag luôn là tìm những cầu thủ thực sự phù hợp với triết lý của mình, đồng thời sẵn sàng đẩy đi những cái tên không đạt yêu cầu. Và nhiều khả năng Maguire đang được đưa vào quỹ đạo cho đi của ông thầy người Hà Lan. Đúng là cựu đội trưởng đã rất cố gắng cải thiện bản thân trong hè này, nhưng chừng đó đã đủ với Ten Hag hay chưa thì hoàn toàn là một câu chuyện khác. Chứng kiến trường hợp của Maguire, ta có sự liên tưởng tới David De Gea, cũng đã trao cơ hội nhưng cuối cùng đã phải chia tay. Ten Hag thì triển chiến thuật âm thầm, đưa những cầu thủ trong danh sách đen vào thế khó, khi ấy họ chẳng còn cách nào khác và buộc phải rời đi. Sẽ ra sao nếu Maguire ngồi trên băng ghế dự bị và chứng kiến người tiền bối 35 tuổi sắp 36 tuổi thi đấu? Thêm một yếu tố nữa khiến cái tên Johnny Evans thêm thuyết phục nhất là với fan của Quỷ Đỏ, Kamanosian có thể vỗ ngực tự hào và flex rằng cuối cùng thì trong đội hình của chúng tôi cũng có nhà vô địch Premier League thưa các bạn, đồng thời cũng là thêm một nhà vô địch Champions League nữa. Nhưng ngược lại cũng sẽ có không ít những dấu hỏi được đặt ra với thương vụ này. Đúng là Evans có kinh nghiệm thật, nhưng tuổi 36 cận kề, liệu anh có còn đủ sức khỏe cho Premier League, liệu có còn đủ cho Manchester United hay không? Rồi sao nói rằng Erik Ten Hag đang trên con đường cải tổ, dựng xây triều đại mới mang tên mình. Vậy mà giờ đây lại ký hợp đồng với người yêu cũ Johnny Evans, liệu nó có hợp lý hay không? Đem về hàng loạt cái tên trẻ trung phục vụ cho tương lai, vậy mà tự dưng có cụ Evans 35, 36 tuổi là sao? Chốt lại, vẫn còn những thắc mắc với toan tính lần này của ban lãnh đạo và Erik Ten Hag. Evans từ một người đang thất nghiệp đi xin tập nhờ lại được đội bóng cũ ký hợp đồng, rồi bỗng dưng trở thành di sản cuối cùng của Sir Alex ở Manchester United. Câu chuyện thật mà tưởng như đùa, cùng chờ đón sự xuất hiện của Evans trong trận cầu tới đây của Manchester United và Lyon diễn ra vào 8 giờ tối ngày hôm nay nhé.